Bạn nhân tiện có bạn bình luận là tầm long có dùng để đo người được không? Thì tôi chia sẻ video mà trước kia tôi có chia sẻ về tầm long cũng như là đo một vài bạn trong hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Bắc Giang. Thì đây là cái buổi mà chúng tôi họp hàng tuần kết nối các doanh nghiệp trẻ trong tỉnh Bắc Giang, cũng như là mỗi một tuần sẽ có buổi chia sẻ của doanh nghiệp. Thì trong buổi này tôi đang chia sẻ về cái công dụng của tầm long cũng như là chia sẻ một số kiến thức liên quan đến lĩnh vực về phong thủy cho các bạn trong hội. Thì tôi cũng đang chia sẻ về công dụng cũng như là cách sử dụng của tầm long như thế nào. Bởi trên thực tế thì đây là một trong những công cụ mà lần đầu tiên các bạn chủ doanh nghiệp trẻ ở Bắc Giang các bạn nhìn thấy. Đấy, có rất nhiều người không tin đúng không ạ? Đấy, vì vậy tôi mang tận nơi cho các bạn xem. Có nhiều người là nhìn thấy nó quay tưởng là lắp pin, nhưng thực tế thì tôi không phải như vậy. Tôi đã mang tận nơi cho các bạn xem và kiểm chứng xem là rốt cuộc là có pin ở tầm long hay không. Hãy mang tận nơi cho các bạn đi xem. Xem thực tế đúng không ạ? Đấy, đây là tôi đang sử dụng tầm long để mà cho các bạn thấy. Đấy, sau đó thì tôi sẽ gọi một vài bạn ở trong hội lên và kiểm tra sức khỏe của các bạn, xem là cái năng lượng, cái thời điểm hiện tại trong ngày hôm này của các bạn xem là như thế nào. Thì mỗi một người sẽ có một cái chuyển năng lượng riêng. Tôi lấy ví dụ khi bạn bị ốm ấy, thì cái năng lượng của bạn cũng thấp đi, và dùng tầm long có thể kiểm tra được nhé. Hoàn toàn có thể kiểm tra được ai khỏe, ai yếu, ai bị nhiễm âm, hoặc là ai đang mắc bệnh nặng cũng có thể là dùng tầm long kiểm tra được. Hay như các bạn đây tôi đều kiểm tra, và các bạn nữ này thì năng lượng dương đúng không? Năng lượng đẩy dương, tuy nhiên là không phải mạnh lắm. Có bạn thì mạnh, có bạn thì yếu. Mỗi một người thì cái trường năng lượng của họ là khác nhau. Đấy, lần lượt từng bạn. Bạn nào cũng muốn kiểm tra các bạn ạ. Rất là nhiều muốn kiểm tra về sức khỏe. Hoàn toàn có thể kiểm tra được sức khỏe của bất kỳ một cái người nào đó. Hay lần lượt này bốn bạn thì có cái mức năng lượng khác nhau. Tuy nhiên là thay đổi theo ngày các bạn nhé. Những ngày mà các bạn sức khỏe tốt ấy, thì đo nó sẽ lại báo cái năng lượng nó mạnh hơn, chứ không phải là mãi như thế. Đây, có hai bạn này thì các bạn nam đầu tiên thì tôi đo là năng lượng của bạn ấy bị âm. Bạn này thì thường xuyên ốm đau bệnh tật này, rất là nhiều bệnh và mất ngủ hàng đêm, rất nhiều đêm mất ngủ, khó ngủ. Đấy, còn bạn bên tay phải tôi thì là năng lượng là dương. Đấy, năng lượng rất là cao. Đấy, bạn này bên tay trái thì bạn đang bị mắc bệnh, khi đo tầm long nó cũng sẽ báo âm. Đấy, rất là hay, cực kỳ là thực tế, để các bạn rất là thích và cũng muốn là hỏi chia sẻ thêm về tầm long. Trong video vừa rồi tôi vừa mới chia sẻ các bạn về sử dụng tầm long để mà kiểm tra, để mà đo người, đo sức khỏe, đo năng lượng của một người bất kỳ. Hy vọng có thể giúp các bạn hiểu hơn về cái công dụng của tầm long trong cuộc sống như thế nào, từ việc kiểm tra đo hoa quả cho đến đo sức khỏe của mỗi người. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian để mà theo dõi video trong ngày hôm nay, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.